vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ đợi, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ một mai. Ngại anh đi chơi mưa còn rơi, em cứ hướng đường dài để em ngồi lặng nhìn theo bóng anh. Thì mình sẽ giới thiệu và review đến các bạn bốn mẫu loa kéo di động hiện đang có mặt tại OT Shop. Trong đó thì sẽ có một mẫu loa cao cấp F-Power GD1202 với một thiết kế bên ngoài rất là hút mắt. Và ba mẫu loa còn lại sẽ nằm trong phân khúc giá phổ thông là loa iValue. Thì nó sẽ có chung một cái form dáng thiết kế, chỉ khác về những cái đường cắt ở phía trên cũng như là hiệu ứng đèn ở phía trên này thôi. Và mình sẽ bắt đầu với mẫu loa F-Power trước nhé. Với chiếc loa F-Power GD1202 này thì khi các bạn mua sẽ có một combo bao gồm là loa, hai micro và một remote điều khiển từ xa. Hai micro của nó thì cũng được làm bằng cái chất liệu hợp kim rất là đầm tay và cũng rất là đẹp mắt nữa. Chiếc loa F-Power GD1202 này thì nó có một cái thiết kế bên ngoài rất là sang trọng với sự phối hợp giữa hai màu sắc là màu nâu và màu trắng. Và đây là một dạng loa thùng gỗ cao cấp và toàn bộ phần thân loa thì sẽ được phủ bởi một cái lớp sơn chống thấm. Khi mà sờ vào thì nó sẽ nhám nhám rất là đã. Và khác với những dòng loa khác, chiếc F-Power GD1202 này sẽ có đến tận hai cái lớp bảo vệ ở phía màng loa. Lớp đầu tiên sẽ là một cái lớp hợp kim chống gỉ và lớp thứ hai sẽ là cái lớp để bảo vệ cổ loa khỏi những cái bụi bẩn cũng như là những va chạm khi mà chúng ta di chuyển loa. F-Power GD1202 cũng là dòng loa đầu tiên mà hãng tích hợp cái màu trắng này ở cái phần màng loa thì mang đến cho nó một cái sự hoàn thiện rất là bắt mắt về cái thiết kế bên ngoài. Phía bên phải của thân loa sẽ là một bảng điều khiển với rất là nhiều những cái nút bấm để các bạn có thể tùy chọn. Như là bên đây chúng ta sẽ có một dãy cái nút bấm nè, điều chỉnh volume, bass, treble nè, mid bass, mid treble, nút delay, echo, điều chỉnh volume cho mic và cuối cùng là điều chỉnh volume cho nhạc cụ. Ở phía dưới đây là nút nguồn của loa, chúng ta sẽ có hai chế độ để sử dụng. Như là phía dưới này là các bạn sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp. Và nút trên này thì các bạn sẽ sử dụng pin. Và khi mà sạc đầy thì các bạn có thể sử dụng chiếc M-Power này tầm khoảng 6 đến 8 tiếng. Phía bên này thì sẽ là cái cổng sạc cho loa nè. Và ngoài hai cái micro Bluetooth mà các bạn có thể kết nối thì chúng ta cũng có thể kết nối dây với hai cái cổng mic ở dưới này. Và tiếp theo là một cái cổng để kết nối cho nhạc cụ nữa. Phía trên này là một số cổng để các bạn có thể kết nối với những cái thiết bị ngoại vi. Và bảng điều chỉnh chính của chúng ta sẽ nằm trên đây với một số nút các bạn có thể lựa chọn, như là nút chuyển đổi giữa sử dụng Bluetooth và sử dụng dây cắm nè. Nút này thì khi mà các bạn hát những bài hát mà có lời á, khi mà các bạn bấm vào thì nó sẽ tự động lọc lời cho chúng ta luôn. Và ba nút cuối cùng thì rất là quen thuộc rồi, nút bấm ngược về nè, nút tới và nút dừng cũng như là play. Ở trên đây sẽ là một số cổng để các bạn có thể cắm những cái thiết bị bên ngoài vào, như là USB nè, micro SD và thẻ SD nữa. Các bạn có thể theo dõi cái tình trạng pin của loa thông qua cái bảng này, full, cần phải sạc và nguồn điện đang ở mức thấp. Trọng lượng của loa là 18kg và ở phía bên dưới thì sẽ được lắp 4 bánh xe có thể di chuyển đa hướng, các bạn có thể kéo đi rất là dễ dàng. Phía trên thì sẽ được lắp một cái thanh kéo nữa, nói chung là rất là tiện để chúng ta kéo đi. Và ở trên chiếc loa F-Power này cũng như là ba chiếc loa iValue mà mình sẽ giới thiệu đến với các bạn sau đây, nó có một cái tính năng rất là đặc biệt, đó chính là MC Mode. Khi mà các bạn nhấn vào cái nút Mic Pre này á, thì lúc đó nhạc đang phát, các bạn chỉ cần nói vào micro thôi thì nhạc sẽ tự động nhỏ lại. Và khi mà các bạn dừng nói thì nhạc sẽ tự động lớn lên. Cái này thì nó sẽ rất là thích hợp cho những cái cuộc party này, hoặc là MC hoạt náo các kiểu. Thì chúng ta sẽ không cần chỉnh volume bằng tay nữa, mà nó sẽ tự động luôn, tùy theo cái giọng nói của mình. Bây giờ thì mình sẽ demo cho các bạn luôn nha. Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo 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 alo. Công suất đỉnh mức của chiếc F-Power này là 300W. Và về cái chất âm thì nó rất là hay luôn, bass khỏe và đánh rơi dồn dập. Về treble thì nó rất là êm dịu và nhịp nhàng. Và khi mà chúng ta hát karaoke thì nó sẽ giúp cho cái giọng hát của mình trở nên hay hơn rất là nhiều. Một hồi nữa thì mình sẽ test hát cũng như là test bật nhạc thử cho các bạn nghe luôn nha.
cộng với cái vẻ bề ngoài rất là đẹp như vậy thì bên cạnh là một cái chiếc loa, thì khi mà các bạn để trong phòng nó còn có thể đóng vai trò là một cái vật trang trí rất là đẹp nữa. Và tiếp theo là bộ loa iValue với mức giá mềm hơn chiếc F-Power rất là nhiều, giá của nó chỉ có 2.490.000 đồng thôi, và cái thiết kế bên ngoài của nó cũng nhỏ gọn hơn nữa. Chúng ta sẽ có một cái loa với chất liệu bằng nhựa được bao phủ bên ngoài, và dưới đây sẽ là thùng loa nè. Và mỗi cái loa thì sẽ có một cái kiểu cắt cũng như là kiểu đèn khác nhau, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10 luôn. Lớp bảo vệ thùng loa này thì sẽ được làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Ở phía sau này thì các bạn sẽ được lắp hai cái bánh xe nè, kèm theo đó là một cái thanh kéo phía trên để chúng ta có thể dễ dàng kéo loa đi khắp nơi. Mặc dù là cái trọng lượng của cái loa iValue này nó cũng rất là nhẹ. Và ở phía sau này sẽ là một cái bảng điều khiển cũng với rất là nhiều những cái nút bấm đầy đủ dành cho các bạn có thể tùy chọn. Chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng nè, điều chỉnh bass, echo, điều chỉnh volume cũng mic, và cũng như là một số cổng kết nối cơ bản như là cổng USB, cổng thẻ nhớ nè, rồi cổng AUX nữa. Phía dưới này là nút nguồn của loa, kèm theo đó là nút bật tắt cái đèn ở phía trước. Với chiếc loa iValue này thì khi mà các bạn mua cũng sẽ có combo là một micro cũng như là một remote điều khiển từ xa. Và bên cạnh cái micro có thể kết nối Bluetooth với loa thì loa sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm một cổng nữa để các bạn có thể cắm mic vào. Trên đây là những cái nút điều khiển quen thuộc giống như lúc nãy mình đã giới thiệu trên chiếc loa F-Power. Loa sẽ có công suất là 45W, viên pin của nó là 6600mAh, và khi sạc đầy thì các bạn có thể sử dụng khoảng từ 3 đến 5 giờ. Trọng lượng của loa sẽ là 6.2kg. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu test âm thanh của ba bộ loa iValue này cùng với cái loa F-Power cho các bạn nghe thử luôn nha. Mình đã giới thiệu cho các bạn hai mẫu loa kéo di động hiện đang có mặt tại Beauty Shop là F-Power và iValue. Thì hai mẫu loa này thì nó sẽ hướng đến đối tượng người dùng là những người yêu thích ca hát nè, yêu thích trải nghiệm âm thanh, tuy nhiên là không muốn đầu tư quá nhiều vào một dàn karaoke quá là rườm rà,
thì có thể sắm về hai mẫu loa này và trải nghiệm cái karaoke tại nhà của mình rất là đơn giản. Mỗi mẫu loa thì có một cái ưu điểm riêng và nằm ở hai phân khúc giá khác nhau, và hiện tại thì các bạn đã có thể mua tại FPT Shop rồi. Mình sẽ để link sản phẩm bên dưới cho bạn nào quan tâm nha. Và nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào thắc mắc về hai mẫu loa này thì có thể comment bên dưới. Bên cạnh là một thiết bị loa để cho chúng ta có thể hát karaoke, nghe nhạc, thì đặt trong phòng để trang trí cũng rất là đẹp nữa. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.